Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Câu này không quen mồm lắm. Xin chào tất cả anh em đã đến và quay trở lại với TNC Channel nhá. Mặc dù cái video này mình nghĩ là các anh em khán giả thường xuyên của TNC Channel sẽ cảm thấy nó không thật sự phù hợp với bản thân mình, bởi vì thường anh em sẽ quan tâm những content kiểu như là cấu hình PC này, rồi thì PC về gaming, thêm về gaming. Như hôm nay mình vẫn muốn gửi đến anh em một cái video về một chiếc laptop. Trong video cách đây không lâu thì mình đã giới thiệu với anh em một chiếc laptop rất hay, đó là một chiếc laptop học sinh. Nhưng mà mình vẫn xin phép được xưng hô là gọi là anh em cho nó thân thiện, bởi vì thực ra thì content hôm nay mình muốn gửi đến các vị phụ huynh hoặc là các giáo viên nhiều hơn. Và đây là laptop học sinh. Laptop học sinh thì cũng rất thú vị đấy, nhưng mà mọi người có thắc mắc là học sinh dùng laptop này thì giáo viên chủ nhiệm sẽ dùng laptop gì không? Vâng, và đó chính là chiếc laptop ngày hôm nay chúng ta cùng nói tới. Đây chính là chiếc Asus ExpertBook B5 OLED, một phiên bản laptop cực kỳ đặc biệt đến từ Asus. Và có lẽ đây là chiếc laptop có mức giá thấp nhất mà anh em có thể tìm được trên thị trường mà được trang bị màn hình OLED với chất lượng cao như thế này. Và đặc biệt, không chỉ có màn hình OLED đâu, tất cả những thứ còn lại của nó cũng cực kỳ ấn tượng. Nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiếc laptop này trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên để nói về B5 thì chúng ta sẽ phải cất cái con laptop học sinh này đi đã. Học sinh ở nhà học bài đi. Và giáo viên chủ nhiệm bắt đầu hành động. Đây chính là B5 OLED dành cho không chỉ giáo viên chủ nhiệm đâu, dành cho tất cả những ai cần đến một sự mỏng nhẹ, tiện lợi, tiện dụng và một chiếc màn hình thật sự đẹp và ấn tượng, thì đó chính là đối tượng chiếc laptop này. Chúng ta hãy nhìn qua một chút về thiết kế bên ngoài. Asus ExpertBook B5 OLED sẽ mang lại cho chúng ta một cái kích thước khá nhỏ gọn. Kích thước màn hình này là 14 inch, không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, vừa phải để chúng ta có thể sử dụng rất nhiều những tác vụ khác nhau. Bên cạnh đó thì mặt A của chiếc laptop này sẽ là một cái bề mặt phẳng gần như hoàn toàn với logo Asus chính giữa và logo ExpertBook được đặt ở góc trên bên trái, trông tương đối là chuyên nghiệp ở đây. Expert là chuyên gia mà. Ở cạnh cái logo ExpertBook này sẽ có một cái đèn LED báo trạng thái hoạt động nho nhỏ màu cam, cũng khá hay. Mặc dù là cái đèn báo trạng thái hoạt động này thì bản thân người sử dụng sẽ khó mà quan sát được. Đây, mỗi lần muốn nhìn xem cái đèn trạng thái như nào chúng ta phải lật như thế, nhưng mà không sao cả. Đèn trạng thái này đôi khi sẽ biểu hiện những cái trạng thái khác và dành cho những cái mục đích khác. Đến với mặt B của chiếc laptop này thì chúng ta sẽ có một chiếc màn hình cực kỳ ấn tượng, và sâu hơn về chiếc màn hình này chúng ta sẽ đến ở trong phần tiếp theo của video. Chiếc màn hình này như mình đã chia sẻ sẽ có kích thước là 14 inch, tỷ lệ là 16:9. Bên cạnh đó thì độ phân giải của nó là Full HD 1920x1080, và đặc biệt nhất là tấm nền của nó không phải là LCD, không phải màn hình tinh thể lỏng, mà nó là OLED. Vâng, đây là một chiếc màn hình OLED. Cho những bạn nào chưa biết về màn hình OLED là gì ấy, thì với những cái màn hình bình thường nó sẽ có cái cơ chế hoạt động đơn giản là như thế này. Chúng ta sẽ có một cái tấm gọi là tấm phát quang, tấm nền đó, và một cái tấm hiển thị. Thì cái tấm hiển thị này sẽ có trách nhiệm là hiển thị những cái chấm màu RGB xanh, đỏ và xanh dương. Đấy, thì khi mà ánh sáng đi xuyên qua cái tấm đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh, và độ sáng của màn hình sẽ phụ thuộc vào cái tấm nền phát sáng đó. Đấy là cách giải thích rất đơn giản. Vậy thì OLED nó khác ở chỗ nào? Khác ở chỗ chúng ta sẽ không còn cái tấm nền phát sáng đó nữa. Vậy thì màn hình nó sẽ sáng kiểu gì? Vâng, mỗi một điểm ảnh trên cái màn hình này sẽ là một bóng đèn LED, một bóng đèn LED cực kỳ nhỏ, rất nhỏ. Và mỗi bóng đèn này nó sẽ có khả năng tự phát sáng các màu sắc khác nhau RGB. Và nhiều cái đèn RGB siêu nhỏ như vậy xếp lại với nhau thành một chiếc màn hình OLED. Và điều này có nghĩa là sao? Nghĩa là nếu như mà chỗ nào cần sáng thì nó sẽ rất sáng, chỗ nào cần tối thì nó gần như tối tuyệt đối. Bởi vì sao? Sáng, nó sáng lên, bóng đèn OLED sáng lên, chúng ta có hình ảnh, có màu sắc. Nhưng lúc nào chỗ nào cần tối, những vùng màu tối thì nó sẽ tắt đi. Như vậy là màu đen của màn OLED sẽ cực kỳ sâu. Điều này sẽ mang đến một cái lợi ích rất lớn, đó là một, khả năng tiết kiệm năng lượng với những cái mảng màu tối. Bởi vì là nếu như mà chỗ nào màu tối, màu đen không cần hiển thị thông tin gì cả, không cần hiển thị hình ảnh gì cả, thì bóng đèn sẽ tắt đi, không dùng đến năng lượng, đúng không? Như vậy là tiết kiệm điện năng hơn. Thứ hai nữa, nếu như mà sử dụng ở chế độ nguồn điện thấp thì bản thân các cái bóng LED này cũng sẽ tốn ít điện năng hơn. Như vậy là thứ nhất là về tiết kiệm năng lượng, thứ hai đó là về hiệu quả hiển thị. Như vừa nãy đã nói là màu đen sẽ rất sâu. Màu đen sâu thì sẽ mang lại cảm giác thị giác độ tương phản cực kỳ tốt và rất đã mắt.
cụ thể hơn về màu sắc cũng như độ sáng trên màn hình này lát nữa chúng ta sẽ đo đạc sau nhé. Bây giờ sẽ đến với phần tiếp theo, đó là mặt C. Mặt C của máy thì được trang bị một cái bàn phím có thể nói là rất dễ để làm quen, rất dễ để thao tác, với bề mặt từng phím bấm cực to, phông chữ cũng rất lớn. Phông chữ này thậm chí là với cá nhân mình, mẹ mình làm giáo viên và cũng có tuổi rồi cho nên là mắt cũng không quan sát được tốt lắm. Mắt người già mà, mắt người lớn tuổi mà sẽ bị lão ấy và sẽ khó quan sát được những vật ở gần hơn. Và với những cái phím bấm to như thế này thì kể cả những cô chú lớn tuổi vẫn hoàn toàn có thể quan sát và sử dụng cực kỳ dễ dàng và thoải mái với chiếc laptop này. Bản thân cái bàn phím này cũng có đèn nền nữa. Về cảm giác gõ thì sao? Cảm giác gõ của cái bàn phím này có thể nói là khó có thể chê được chỗ nào. Không phải là cái bàn phím nào mình cũng khen đâu. Thật ra mọi người thấy video nào mình cũng thấy khen bàn phím, nhưng mà thật ra là cái bàn phím này nó đáng khen thật. Trừ một cái điểm là cái hành trình phím khá sâu. Dĩ nhiên nếu như mà ai đã quen gõ bàn phím rời, bàn phím cơ các kiểu ấy, thì lên bàn phím này nó cũng đã tay đấy. Nhưng mà cái hành trình phím này nó sâu và cái lực nhấn nó hơi nặng một tí. Khi mà chúng ta mới gõ trên bàn phím này sẽ thấy hơi nặng và không quen, thì nó sẽ cảm giác bất tiện một chút. Nhưng mà theo thời gian thì khi mà chúng ta quen tay rồi, chúng ta sẽ ấn mạnh hơn thì nó cũng không vấn đề gì cả. Và một điểm nữa mà phải nói rất đáng khen, đó là mặc dù đây là một chiếc laptop mỏng nhẹ với thiết kế rất đơn giản, và có thể như bên trong của nó sẽ không có quá nhiều cái cơ cấu để giúp cho cái phần khung máy được cứng cáp hơn, nhưng hiện tượng flake ở trên chiếc bàn phím này phải nói là không xảy ra. Khi mà mọi người thấy mình ấn vào cái bàn phím này nhá, là nó cong võng xuống luôn, nhưng mà võng này là võng cả cái máy luôn chứ không phải là võng cái bàn phím không, bởi vì mình ấn khá mạnh và nó không xảy ra hiện tượng flake. Đó là một cái bàn phím rất tốt. Về trackpad thì cái trackpad này lại không phải là một cái trackpad mà quá thoải mái và rộng rãi. Dĩ nhiên đó là với những người mà có bàn tay to, nhưng mà với một kích thước laptop như thế này thì cái trackpad này nó lại là một trackpad có kích thước tương đối lớn. Như các bạn có thể thấy nhá, nó chiếm phải đến hơn 1 phần 3 toàn bộ diện tích phần chiếu nghỉ bên dưới này. Đó, có thể thấy là cái trackpad rất lớn. Và cái trackpad này nó không chỉ đơn giản là một cái bàn di chuột cảm ứng đâu, nó còn là bàn phím số nếu chúng ta cần sử dụng đến khả năng nhập liệu bằng bàn phím số. Bằng cách ấn và giữ vào cái nút góc trên bên phải của cái trackpad thì hàng bàn phím số sẽ hiện lên. Rất ấn tượng đúng không? Và cái này sẽ rất tiện lợi cho các thầy cô khi mà nhập điểm của học sinh. Đặc biệt là cái phím số 0 và số 1 này rất là to này. Các thầy cô cho điểm 1 hoặc là điểm 10 rất là thích này. Đó. Và một cái điểm hay hơn nữa đó là kể cả khi cái trackpad này được kích hoạt mà chúng ta không nhấn vào một cái số cụ thể, nhấn vào nhả tay mà chúng ta sẽ di ngón tay này, thì nó vẫn hoạt động như một cái trackpad cảm ứng, pad chuột cảm ứng như bình thường. Không gây ra cái cảm giác khó chịu khi mà muốn dùng pad chuột lại phải tắt trackpad đi, xong muốn dùng trackpad lại phải bật nó lên. Chúng ta có thể bật lên như này và vẫn dùng chuột như bình thường được, rất tiện lợi. Đó là về mặt C. Còn một yếu tố nữa ở mặt C nhưng mà chúng ta không thể nhìn thấy được, cũng không thể sờ thấy được, đó chính là cái chất liệu. Chất liệu ở mặt C đó là hợp kim nhôm magie sẽ mang lại cái khả năng cứng cáp hơn rất nhiều cho phần khung máy. Bản thân cái hợp kim này nó có những ưu điểm rất lớn, ví dụ như nó cứng hơn nhôm rất nhiều, nó bền chắc có thể so sánh được với thép, nhưng nó lại rất nhẹ, nó rất nhẹ. Đó là lý do khiến cho trọng lượng tổng thể chiếc máy này, mặc dù có chứa một viên pin rất lớn mà lát nữa chúng ta sẽ nói sau, nhưng nó vẫn có trọng lượng chỉ 1,2 kg, rất nhẹ. Và với chất liệu hợp kim nhôm magie ở mặt C, thế thì mặt A và mặt D chúng ta có gì? Hơi tiếc một chút khi mà mặt A, mặt D chúng ta sẽ chỉ có hợp kim nhôm bình thường mà thôi. Cho nên là cái mặt A này nó sẽ khá là dễ xước nếu như mà chúng ta không bảo quản nó tốt, và chúng ta dễ gặp phải những cái hiện tượng xước khi mà va chạm với một là cát, bụi hoặc là những cái vật sắc kim loại khác. Với hợp kim nhôm magie thì nó vẫn gặp phải trường hợp đó thôi, nhưng mà nó sẽ chống chịu tốt hơn. Mặt D cũng vậy, mặt D cũng là hợp kim nhôm. Và ở mặt D này thì mọi người có thể nhìn thấy là một cái hàng lưới tản nhiệt rất lớn ở đây. Có nhiều mẫu laptop mà sử dụng những con CPU có thể rất mạnh mẽ lên tới là i7-1195G7 nhưng lại không có được một cái hệ thống hút gió tản nhiệt tốt như thế này, thì với chiếc ExpertBook mà hôm nay chúng ta đang review sử dụng phiên bản CPU Core i5-1135G7 thì nó vẫn sẽ có thể mang lại một cái khả năng làm mát cực kỳ tốt với hệ thống lưới tản nhiệt rộng rãi như thế này. Bên dưới hệ thống lưới tản nhiệt này đó chính là hệ thống quạt tản nhiệt. Dĩ nhiên như các bạn có thể thấy là ở mặt D của máy, khi mà tháo phần nắp che ra, chúng ta sẽ có một cái bộ ruột rất là gọn gàng. Ở trong đó thì sẽ nổi bật nhất chính là chiếc quạt tản nhiệt để làm mát cho con CPU của chúng ta. Và đây là con CPU Intel Core i5
1135G7. Ngoài ra thì ở phần khu vực bo mạch của chiếc laptop này, chúng ta còn thấy rất nhiều yếu tố khác đáng quan tâm. Ví dụ như là một khe DIMM vẫn còn trống để làm gì? Để chúng ta có thể nâng cấp thêm được RAM cho chiếc laptop này. Và dung lượng RAM tối đa mà có thể gắn được vào cái khe sâu DIMM này ấy, đó là lên tới 32GB với bus là 3200. Bản thân chiếc laptop này đang được gắn sẵn, được hàn chết một dung lượng RAM là 8GB bên trong, và cái khe sâu DIMM đó có thể nâng cấp lên một thanh RAM tối đa là 32GB với bus là 3200 nữa. Và với những phiên bản cao cấp hơn, chúng ta sẽ có thể có được cái phần RAM gắn sẵn lên tới là 16GB và cộng thêm 32GB nữa, thì thực sự đó là một dung lượng RAM rất lớn cho một chiếc laptop với cái tác vụ văn phòng như thế này. Và không chỉ có RAM có thể nâng cấp đâu nhá, các thầy cô cũng như các bạn cũng hoàn toàn có thể nâng cấp thêm cả bộ nhớ vào chiếc laptop này thông qua một khe M2 chuẩn NVMe. Tuy nhiên thì cái khe này sẽ chỉ tương thích với những chiếc ổ cứng sử dụng chuẩn PCIe Gen 3 trở xuống mà thôi, chứ với Gen 4 thì chúng ta sẽ không tương thích được. Rất tiếc cái điều đó, nhưng mà không sao cả. Điều quan trọng là khe mở rộng cộng với khe có sẵn có khả năng chạy RAID với nhau. Rất ấn tượng đúng không? Với RAID 0, chúng ta có thể tăng được tốc độ lên rất nhiều bằng cách gộp tốc độ của cả hai chiếc SSD này lại với nhau, nhân đôi tốc độ. Còn với RAID 1 sẽ tăng tính bảo đảm an toàn cho dữ liệu. Nếu như một trong hai chiếc SSD này có vấn đề và xảy ra lỗi thì dữ liệu của chúng ta vẫn hoàn toàn được đảm bảo, không mất đi cái gì cả. Như vậy, muốn nhanh có nhanh, muốn an toàn có an toàn, rất tiện lợi. Và ngoài những linh kiện đó ra thì các bạn sẽ thấy là bên trong bộ lòng của chiếc laptop này có một viên pin cực kỳ lớn với dung lượng lên tới là 66Wh, hay cụ thể hơn là 4335mAh nếu như các bạn khó hình dung dung lượng nó như thế nào. Vậy thì với một viên pin 66Wh này cùng với cấu hình của chiếc laptop này như thế này thì liệu rằng nó sẽ sử dụng được bao lâu? Trước khi đến với cái yếu tố đó, chúng ta sẽ phải nói qua một chút về khả năng kết nối đấy nhá. Hơi nhiều yếu tố để nói về chiếc laptop này. Về khả năng kết nối thì chiếc laptop này phải nói là cực kỳ ấn tượng, chứ không phải là ấn tượng bình thường. Ấn tượng không phải vì nó nhiều, mà vì nó nhanh, nó rất nhanh. Cạnh trái của máy chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-C với chuẩn là Thunderbolt 4. Vâng, Thunderbolt 4. Chúng ta có hai cổng Thunderbolt 4 ở cạnh trái, và cả hai cổng này đều mang lại khả năng cắm sạc cho chiếc laptop này. Vâng, sạc qua Thunderbolt sử dụng chuẩn Power Delivery, và cục sạc đi kèm của máy sẽ có công suất là 65W chuẩn Power Delivery, và anh em có thể cắm vào bất kỳ một trong hai cổng Thunderbolt này. Nghe khá là giống MacBook đúng không? À, cạnh trái ngoài ra chúng ta còn một cổng mà nhìn cái cổng này thì nó có vẻ là cổng micro HDMI, nhưng mà thực ra nó là cổng để cắm cái adapter mạng LAN. Cái này chúng ta cũng không cần quan tâm lắm bởi vì bản thân nó đã được tích khổng Wi-Fi 6 quá là ngon rồi. Chuyển sang cạnh phải, chúng ta sẽ có một cổng khóa Kensington này, một cổng HDMI, một cổng USB Type A với chuẩn là USB 3.2 Gen 2 với băng thông lên tới là 10Gbps, nhanh, và một cổng 3.5mm để có thể cắm mic và tai nghe tích hợp vào đây nữa. Và cuối cùng, cạnh phải chúng ta còn thấy sự hiện diện của một nút nguồn, và cái nút nguồn này tích hợp cả cảm biến vân tay hỗ trợ cho cái tính năng Windows Hello, tuyệt vời. Tuy nhiên thì cái nút nguồn này sẽ khá là bất tiện với cái thói quen của mình là mỗi khi mình dùng máy và mình muốn di chuyển máy theo cái một cái góc độ nào đấy nó phù hợp với bản thân mình đang ngồi ấy, thì mình sẽ hay đặt tay vào chỗ này và mình đẩy máy đi ấy, thì nó hay bị nhấn nhầm vào nút nguồn. Hơi tiếc một chút, nhưng mà không sao cả. Đó là tổng thể về thiết kế cũng như các tính năng nổi trội nhất của chiếc laptop này. Vậy thì bên trong nó như vậy mang đến cho chúng ta cái lợi ích gì, cái cảm giác gì, cái sử dụng nó ra làm sao đây? Vậy thì đến với cái trải nghiệm sử dụng, đầu tiên chúng ta phải nói tới chuẩn Intel Evo. Intel Evo là gì? Intel Evo là Evo đây, hàng ngon ở trong này. Đùa thôi. Intel Evo nó là một chuẩn do Intel định ra dành cho các sản phẩm laptop sử dụng CPU của Intel. Vậy thì Intel Evo nó là gì? Một chiếc laptop thế nào mới đạt được chuẩn Intel Evo? Đầu tiên, điều kiện tiên quyết, dĩ nhiên rồi, phải sử dụng CPU Intel, và thậm chí là phải là Core i5 trở lên, phải được trang bị đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics nữa. Vậy thì nó quá đơn giản với cái laptop này rồi. CPU Intel Core i5-1135G7 với Intel Iris Xe Graphics đã có sẵn trong này rồi. Vậy thì còn thiếu gì nữa để đạt chuẩn Evo đây? Tiếp theo thì chuẩn Evo sẽ đòi hỏi một chiếc laptop có khả năng quay trở lại từ chế độ sleep trong vòng dưới 1 giây nhá. Tức là máy đang sleep, như vừa rồi mình đã gập máy xuống và máy đang ở chế độ sleep, thì nó phải quay trở lại trong vòng dưới 1 giây, tức là mở lên chưa đến 1 giây phải sẵn sàng hoạt động luôn. Đây nhá,
một giây này. Chưa đến một giây, chỉ trong một cái nháy mắt thôi, chiếc máy chúng ta đã sẵn sàng để hoạt động, đúng không? Như vậy là đạt 2 tiêu chuẩn rồi nhá. À đâu, 3 tiêu chuẩn rồi, Core i5 trở lên, Iris Xe Graphics mở lên từ chế độ sleep dưới 1 giây. Và ngoài những cái điều kiện đó ra, chúng ta còn cần 2 điều kiện nữa. Một đó là Wi-Fi 6. Ôi xổ, quá đơn giản, chiếc laptop này được trang bị Wi-Fi 6 chính chủ đến từ Intel. Và điều kiện cuối cùng là gì? Là có dung lượng pin phải trên 9 tiếng. Bên cạnh đó phải có khả năng sạc nhanh 30 phút sạc cho 4 giờ sử dụng trở lên thì mới đạt chuẩn Evo. Cái này lại là quá đơn giản luôn. Với cục sạc 65W thì chiếc laptop này hoàn toàn mang lại chúng ta khả năng sạc rất nhanh. Với 30 phút sạc nó không phải là 4 tiếng đâu. 30 phút sạc thì thật ra là mình chưa sạc 30 phút bao giờ. Nhưng mà từ đầy pin chiếc laptop này đến lúc nó hết pin, mình dùng 11 tiếng. Quanh quẩn khoảng 11 tiếng, 10 tiếng 50 mấy phút hoặc là hơn đấy nữa, mình không để ý lắm, mình không xem đồng hồ quá chính xác, nhưng mà mình áng chừng là như vậy. Bởi vì là sáng mình đến công ty 8 giờ, 8 rưỡi, 9 giờ, à 9 giờ mình hay đi làm muộn. 9 giờ mình mở laptop lên, mình làm việc đến tận tối 6 rưỡi mình đi về. Sau đó là về đến nhà mở lên nó vẫn còn pin. Lướt Facebook rồi thì duyệt comment của anh em trên video YouTube thêm khoảng hơn tiếng nữa. Đấy, khoảng như thế. Và cứ như thế, những cái thao tác như vậy mình làm đến khoảng 8 giờ tối thì lúc đó mình mới phải đi sạc lại. Gần 11 tiếng. Đó dĩ nhiên là với những cái tác vụ sử dụng rất là bình thường thôi, ví dụ tác vụ văn phòng, lướt web bình thường. Còn nếu như mà chúng ta xem video thì chắc chắn là thời lượng pin sẽ tụt nhanh hơn. Và do là cái màn hình này có độ sáng rất là cao, màn hình OLED mà, cho nên là mình cũng chỉ sử dụng ở mức 70% độ sáng màn hình thôi. Rồi, bây giờ thì có lẽ là cái điều chúng ta quan tâm duy nhất, lớn nhất bây giờ đó chính là cái màn hình của nó, đúng không? Màn hình OLED. Chúng ta sẽ cùng nhau đo đạc màu sắc cũng như đánh giá sâu hơn về cái màn hình này nhé. Và như vậy là mình đã đo đạc được cái chất lượng hiển thị của chiếc màn hình này qua cái công cụ đo đạc của mình. Và chúng ta sẽ nhìn qua ở đây. Đây là cái bảng thể hiện cái thông số về độ phủ màu của cái tấm nền này. Vâng, một tấm nền OLED và nhà sản xuất của tấm nền này là Samsung. Thật ra thì tấm nền OLED sẽ có những cái lợi thế như mình đã trình bày khi nãy, nhưng nó cũng có những cái nhược điểm nhất định. Ví dụ như là cái nhược điểm lớn nhất của nó chính là cái hiện tượng burn-in màn hình khi mà chúng ta sử dụng lâu. Ví dụ như là cái hình ảnh này nó cứ hiển thị đây rất lâu chẳng hạn, để khoảng 10 phút đi, sau đó là chuyển sang một hình ảnh khác thì ngay lập tức là cái phần hình ảnh, cái dư ảnh của nó vẫn còn in lại trên màn hình. Đấy gọi là burn-in. Thì cái chiếc màn hình này đã có một cái công nghệ rất thông minh để xử lý cái vấn đề burn-in đấy, với một cái công nghệ mà phía Samsung và Asus họ gọi là công nghệ cái gì điện kích thích tăng cường. Đại khái là mỗi điểm ảnh này khi mà nó bị giảm cái khả năng hiển thị của nó ấy, thì sẽ có một cái luồng điện kích thích nó với cường độ cao hơn, sẽ kích hoạt lại cái điểm ảnh đó, cái bóng LED đó, và nó sẽ giúp cái bóng LED đó trở lại cái khả năng hoạt động bình thường để chống lại cái hiện tượng burn-in đấy. Rồi quay trở lại với khả năng hiển thị của cái màn hình này thì đây là cái giải màu mà chiếc màn hình này hiển thị. Ở cái giải màu xanh lá cây này, cái vùng màu tam giác xanh lá cây này, đó chính là cái giải sRGB. Và các cái điểm đo được với màu red, green và blue, tất cả nó đều nằm ngoài cái vùng sRGB này, nằm ngoài rất nhiều luôn. Tuy nhiên thì cái phần mềm SpiderX Elite 5.6 này nó sẽ chỉ hiển thị 100% sRGB thôi. Đó, còn thực tế là nó lớn hơn rất nhiều nhá. Và các cái giải màu còn lại, các thang đo màu còn lại, chúng ta có giải Adobe RGB thì đạt tới 96%. Đây là một con số rất cao so với những chiếc laptop sử dụng màn IPS bình thường. Giải màu DCI-P3 đạt 100% và giải NTSC đạt tới 94%, trong khi với một cái tấm nền IPS bình thường khoảng 73-75% NTSC đã là một cái con số rất ấn tượng rồi. Đây, 94%, dễ dàng. Và dĩ nhiên rồi, với cái khả năng hiển thị màu sắc này thì điểm số cho cái phần đấy phải là 5 điểm trọn vẹn luôn, color gamut. Tiếp theo là về tone response, về gamma thì chiếc màn hình này dĩ nhiên rồi, tấm nền OLED không có gì khiến nó tệ ở cái khoản này được cả. Đây, gamma measure và gamma 2.2 tiêu chuẩn trùng khít với nhau luôn nhá. Chúng ta cứ nhìn hiểu thế này nó là tốt. Còn chi tiết hơn thì mình sẽ làm một cái video khác để giải thích kỹ càng hơn về những cái chỉ số như là gamma hay là gamut hay là contrast các kiểu. Và đây, nếu như mà so sánh với một cái màn hình IPS LCD bình thường thì 1000:1 là con số lý tưởng. Tấm nền VA thôi chúng ta không nói, nhưng với tấm nền OLED contrast chúng ta được 9630:1 ở độ sáng tối đa là 400 nit.
Vâng, độ sáng tối đa trên màn hình này lên tới là 400 nit, một độ sáng rất lớn. Và đây, nếu như mà tăng lên thì chắc chắn là hình ảnh trong máy quay nó sẽ bị cháy sáng, cho nên là mình đã phải giảm đi khi mà mình quay cái đoạn này. Độ sáng rất lớn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với screen uniformity. Thì đúng là ông trời không cho ai hoàn hảo tất cả mọi thứ cả. Samsung cũng không cho cái tấm nền này nó hoàn hảo quá. Thì screen uniformity là một cái điểm trừ của chiếc màn hình này, khi mà độ lệch giữa các vùng trên cái tấm nền này nó không được đồng đều nhau cho lắm. Đây là về độ lệch nhiệt độ màu Delta E Closest ở điểm chuẩn là 0.0 ở góc dưới này, khu vực này. Thì cái độ lệch nhiều nhất nó là 7.0 ở trên này. Thật ra thì cái này nó chỉ là cho những ai cực kỳ khó tính và cần một cái màn hình nó hoàn hảo để phục vụ những công việc kiểu quan trắc về hình ảnh rất là kỹ lưỡng, in ấn các kiểu thì chúng ta sẽ cần. Nhưng với một chiếc laptop với kích thước màn hình nhỏ như thế này thì nó lại thực sự là không quá quan trọng. Nhưng cái điểm lợi thế đúng là màn OLED có khác. Cái đều sáng phải nói là rất đều luôn. Đó, với cái sơ đồ đều vùng sáng như thế này phải nói là tương đối đều. Về độ chuẩn sắc màu thì sao? Bây giờ cái độ phủ màu tốt hiển thị được rất nhiều màu, nhưng mà nó không chuẩn thì sao? Các bạn đừng lo, độ chuẩn màu của cái màn hình này thì có thể đạt đến cái ngưỡng là để design, để làm việc được rồi. Đây, đây là cái bảng Delta E, độ lệch màu của các màu cơ bản. Đó, trong 48 màu này thì mọi người có thể thấy là độ lệch lớn nhất của nó cũng không vượt qua Delta E 2. Đây, lệch cái này càng cao thì có nghĩa là lệch càng nhiều nhá. Delta E nhỏ hơn 2 đã là đủ tiêu chuẩn để chúng ta làm design rồi. Thì đây, không có một màu nào có Delta E lớn hơn 2 cả. Và Delta E trung bình của nó là 0.79. Như vậy là đây là một tấm nền phải nói quá ngon. Và chiếc laptop này với cái màn hình như thế này, chúng ta có thể thỏa sức làm những công việc về thiết kế đồ họa, in ấn, thậm chí là mang đi để giao tiếp với khách hàng chẳng hạn. Chúng ta có những bản thiết kế rất đẹp mắt và chúng ta muốn khách hàng có thể nhìn được cái sự chuẩn xác của nó trước khi in ra, thì cái màn hình này có thể đáp ứng được cái nhu cầu đấy. Kể cả về màu sắc của nó nhé, chỉ cần nhìn bằng mắt thường thôi đã rất đã mắt rồi, đã quá đủ để chúng ta cảm nhận được rằng đây là một cái tấm nền, một cái màn hình ấn tượng như thế nào. Dĩ nhiên là qua camera, qua màn hình YouTube, màn hình máy tính, màn hình điện thoại của anh em rất khó để có thể cảm nhận được. Tuy nhiên thì thật sự là nhìn bằng mắt thường ở đây, chúng ta sẽ thấy là vùng màu đỏ, các chi tiết rất nhỏ ở bên trong màu đỏ này nó không bị bệt vào nhau. Nó rất rõ ràng, từng cái sợi gân nhỏ trên cái cánh hoa này. Bạn nào có thể tự mở cái video có tên Breathtaking Color of Nature in 4K HDR có hình logo con chim con gà bên cạnh này. Đó, đúng cái video như thế này, em mở lên đến đoạn 6 phút 50 giây nhìn cái bông hoa này xem. Là nếu với những cái màn hình bình thường thì những cái vùng màu đỏ này rất dễ bị bệt vào nhau, hiển thị không tốt. Thì với cái màn hình này, từng cái gân nhỏ ở trên cánh hoa đều có thể hiển thị rất rõ ràng. Kể cả con ong này nữa, cái phần đít con ong này nó là màu tối, nó rất sâu, tương phản rất tốt. Đấy là những cái điều mà chúng ta sẽ nhận được khi mà sử dụng một cái màn hình OLED. Khen mãi thì cũng thành mỏi mồm thôi, bởi vì OLED thì nó là OLED mà, làm sao mà còn gì có thể vượt qua được OLED nữa. Trừ những cái nhược điểm như là burn-in thì Asus và Samsung đã có những phương pháp để chống burn-in rất là tốt rồi. Thì mình nghĩ đây là một cái màn hình rất xứng đáng để chúng ta trải nghiệm, để sử dụng và thậm chí là để show cho khách hàng những cái sản phẩm design tuyệt vời mà chúng ta thực hiện, đúng không? Tiếp theo để nói về loa ngoài của chiếc laptop này thì không có điều gì diễn tả tốt hơn bằng cách là cho mọi người nghe thử nhá. Đây. Loa ngoài của chiếc laptop này thì được bố trí ở cạnh mặt đáy và hướng sang hai bên. Và cái chất âm của chiếc loa này thì nghe rất tách bạch giữa các âm chép, âm trung và âm trầm. Mặc dù âm trầm thì dĩ nhiên rồi, một chiếc loa trên laptop chúng ta không thể đòi hỏi là bát căng cực, bát cực căng, nhưng ít nhất là chúng ta vẫn nghe được tách biệt là chỗ nào là trống nó đập thì vẫn có thể nghe thấy. Và cái âm lượng chiếc loa này mình đánh giá là ở mức trung bình, nó không quá to, nhưng với một căn phòng có diện tích khoảng 20m² với đầy đủ nội thất thì mình nghĩ là nó vẫn có khả năng để fill up, nó có thể làm đầy được cái căn phòng đấy.
đấy bằng âm thanh chỉ từ loa ngoài chiếc laptop này, kết hợp với một chiếc màn hình OLED cực kỳ đẹp nữa, thì đây sẽ là một sự lựa chọn cho một chiếc laptop giải trí tương đối hoàn hảo cho những tác vụ như là xem phim, thậm chí là bằng loa ngoài luôn. Mỗi tội là cái màn hình nó hơi nhỏ thôi, nhưng mà xem phim Netflix thì chắc cũng ok đấy nhở. Đôi khi chúng ta làm việc căng thẳng nhiều rồi, business, doanh nhân đến mấy thì cũng phải giải trí một chút chứ, giải lao một chút, thì chiếc laptop này vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng được cái nhu cầu đó. Vâng, và đó là những điều mình muốn chia sẻ với anh em về chiếc laptop Asus ExpertBook B5. Một chiếc laptop có thể nói là mang lại cho mình một cảm giác rất là thú vị khi mà trải nghiệm nó. Từ cái màn hình ấn tượng, những công năng, những cái tính năng rất là tuyệt vời đến từ nó, và đặc biệt là cái chuẩn quân đội MSTD810H nữa. Thì với tầm giá khoảng hơn 23 triệu đồng cho chiếc laptop này, vâng anh em không nghe nhầm đâu, chỉ khoảng hơn 23 triệu đồng thôi, chúng ta đã có một chiếc laptop màn hình OLED rồi. Thì anh em nghĩ sao về chiếc laptop này? Hãy chia sẻ mình biết bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn hiện tại thì tình trạng hàng hóa chiếc laptop này ở Việt Nam như nào mình cũng chưa biết nữa. Không biết là bao giờ mới có hàng nữa đây. Nhưng mà nếu như mà nó xuất hiện gọi là nhiều nhiều một chút, hàng hóa dồi dào một chút, thì chắc chắn là TNC sẽ mang đến cho anh em với mức giá hấp dẫn nhất có thể, cùng với cả những cái chương trình hậu mãi tuyệt vời nhất. Và anh em đừng quên là hiện tại TNC Store đã xuất hiện trên Shopee chính thức rồi nhá. Đường link Shopee của TNC mình để dưới phần mô tả video. Còn bây giờ thì như mọi khi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thúy, đăng bài Facebook cho em. Anh cứ kệ em. Ok, xem thì còng lưng ra làm video mày ngồi trên điện tử. Tức là thế nào Thúy?